À, bây giờ đi mở rừng tím anh em nhá. Ôi, đợi anh em này. Mới có ai ép gì chưa? Phổi ngon đấy. Ui à. Chưa có ai ép gì à? Toàn đang ngồi. Ái dạ, 4891 luôn mà. Ai đây? Úi rồi. Nét căng. Đập chưa? Đập chưa? À, thế là tăng tốc độ xuất chiêu phẩm 9 này. Ái dào, đập khéo nhờ. Đập thế này cũng nét căng luôn. Biết đập đấy, biết đập đấy anh em ạ. Đập căng đấy. Quái rào, quái rào, toàn vua chúa này, sợ thật đấy. Rồi, mình cũng phải tham gia thôi anh em ạ. Hùi thế nhờ. À, ép gì nữa không nhờ. Bổng kim, úi giời, bổng kim 6 dòng. Ui sợ thế. Rồi mở nhờ. Rồi mở này trước đi. Chưa có gì nhỉ. Xem nào, lón hai dòng, áo thổ rồi vứt đi, áo cái bang à, áo cái bang vứt đi, bốn dòng cứ để lại đã, bốn dòng cứ để lại đã, ui cái này sức mạnh vứt luôn, cái này không cần, sức mạnh vứt luôn, mộc à, ừ mộc này năm dòng được này, ui bao tay này cùi nhỉ, bao tay này à, hai dòng này, vứt luôn. Đai 109, đai 109, đai 109. Vứt luôn, vứt luôn. Vứt luôn. Vứt luôn, vứt. 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 Vứt đai. Ui giời. Thấy người ta ra ông ngon mình không biết ra gì không. Hỏa 5 dòng. Hỏa 5 dòng nhưng mà sức mạnh của 65 cứ để lại đã. Có mũ ở đợt đập này. Mộc nữ 4 dòng à. Kháng lôi sinh lực. Tốc này. Kháng lôi sinh lực. Ừ. Cứ giữ lại đã. Ui giời ơi. Cái này đập chậm 40 cho xe. Nhờ. Cứ giữ lại. Và đập một dòng phòng thủ vật lý. Đập một dòng phòng thủ vật lý cho 5 độc cũng được. Cứ giữ lại được ạ. Từ bỏ sang bên đây thì nhìn cho nó đỡ vướng mắt. Cho nó đỡ vướng mắt. Úi giời. Đồ ghê đấy. Hôm nay cứ như hôm nay em hồi nãy em vừa mới nhìn lại cái lúc mà vừa mới lên live thì thấy có vẻ như là anh em nhảy nhảy live khá là nhiều anh em ạ. Anh em nhảy live khá là nhiều. Một quả đao này. Ái dào. Cái này à? Cái này để tí nữa mình ép cái choáng 40 đánh tống kim thử nhỉ. Ui giời. Ui giời. Ui giời, hỏa mới đau chứ. Thốn đấy. Mãi mới có cái vũ khí thì thủy năm dòng. Năm dòng cứ giữ lại đi nhỉ. Năm dòng cứ giữ lại đi. Chết rồi. Hỏng rồi, bao tay. Ui giời. Này tí ép phòng thủ vật lý. Chưa mở được cái cuốn nó. Ui giời đây rồi. Bốn dòng tươi tươi. Đây rồi, ba tay nữ bốn dòng, tí đập cho Nga Mi nhá anh em nhá. Tươi ngay, một trong những thứ đang cần là tí nữa đập anh em ạ. Ấu dìa ngay. Tí nữa mình nghĩ là em cũng chưa cần thiết phải thay đồ nhiều mà đồ em cũng bình. Bình tĩnh. Delay 5 phút tại vì đánh công thành chiến luôn mà anh em. Ra cái chùy kìa, chả hiểu cái chùy gì. Thổ 5 dòng cái đề đó đã. Nhưng mà nếu như mà sau mặc nhu tình thì chả ai đi giày thổ đâu. Tốt đi. Rồi mấy cái mũ em thích mấy cái mũ thể lực lắm. Úi đây rồi.
Tuyệt cả là vời, 5 dòng nữ 109. Úi giời cái gì? Thổ 6 dòng à? Thổ 5 dòng. Ok. Kim. Thủy. Ừ, hóa 3 dòng hơi fail nha. Hóa 3 dòng hơi fail. Kim này thì chắc là nhiều cho cần. Nữ thủy cho cần. Sốc luôn này. Rồi cắt 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 tí đồ đã. Mở cho nó thích. Hello tất cả anh em nha. Để delay 5 phút nên không chào anh em được anh em ạ. Nên là một lúc nữa anh em sẽ thấy là em chào anh em. Ui nó này, nó kim chắc, em thề luôn. Em thấy nó kim nhiều lắm. Giày nữ à. Đây rồi. Đây rồi, đây là cái mũ này là mũ 425 này. Nồi cơm điện này 425 này. Đây chính là cái nồi cơm điện 425. Rồi. Nồi cơm điện 425 dành cho Axe đấy. Vua chúa đấy. Hỏa nữ à. Ờ hỏa nữ giữ lại đi. Giày nam à. Bao tay kích à. Hỏa 3 dòng vứt. 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 Hỏa. Ui giời. Đây rồi, được cái giày 5 dòng 109. Tuyệt vời. Thiếu Lâm có đồ, tí nữa mình đập cái này trước đã, choáng trước đã. Hoặc em đập luôn để khả năng công thành. Ui mũ này. Ui nhưng mà 260 này hơi nguy hiểm. Từ những cái đồ mà cần đập luôn là tí nữa mình cứ nhét vào đây đã. Đây. Mũ này, đấy, hai cái đó cần đập trước. Giày cũng phải đập đấy nhưng mà em nghĩ là phôi là cũng hơi khó kiếm nên cứ từ từ. Chết bảo trì bây giờ phải lốc lại phôi nó cũng mệt. Đấy bao tay rồi. Thủy à, thủy 3 dòng mất. Mộc nữ 109. Thổ. Thổ. Bao tay nữ này. Ui giời. Cái này ép phòng thủ vật lý được này. Cái mũ ít sức mạnh này ép phòng thủ vật lý được này. Nếu như mình chơi một dòng gọi chơi cho xe cứ để đó. Ép. Ui giời, tôi xong rồi. Thổ nữ à. Ờ cái thổ nữ này 40-40 phòng thủ vật lý cũng được này. Quái dạo được nha. Áo ngon, áo ngon. Áo này đập cho Thiếu Lâm xe tươi ngay. Giày kim sao 5 dòng. Mộc à. Giày mộc 5 dòng à. Ờ à, có một cơ số đồ cũng hấp dẫn rồi. Một cơ số đồ để đó. Để ép vào. Có áo rồi là ép cho Thiếu Lâm. Ừ, bao tay 4 dòng nữa. Cần quả đai quá, cần đai hỏa 4 dòng quá anh em ạ. Ui đao. Thủy. Thủy. Đây rồi, lại một cái giày nữa. Đao gì đây? Ui lại hỏa mà.
Có hai cái giày đó, hai giày thủy à. Thiếu Lâm với con này mỗi con cái. Mộc à. Hóa, ui hóa 5 dòng. Ui hóa 6 dòng á. Ui được này. Được này. Lấy đi khác đây. Mấy cái con chứa đồ đó. Kim mà giữ lại đi cái bốn dòng giữ lại. Anh em cứ bảo bây giờ là 6 dòng làm cái gì đâu, 6 dòng có mặc được đâu mà quan trọng 6 dòng. Mình cứ đập trước những cái đồ cơ bản đi, rồi sau này đồ mà 4 dòng mình để lại cho xe, xe mặc thế thôi chứ. Ui rồi phi tiêu kim à, phi tiêu kim 4 dòng à. Ui rồi, ui rồi, cái nón này kiểu gì cũng là nón 42 năm này. Nó sẽ là nón 42 năm. Ui rồi kiếm à, kiếm 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 kim nhá, kiếm kim nhá. Một cái kiếm kim này, kiếm kim này, kiếm kim này, kiếm kim này, kiếm kim này. Ui giời, kiếm mộc à, thế là phải ép tóc độc sát bây giờ à. À giải ơi, chuối thế nhờ. Kiếm kiếm tóc độc sát à, cũng hay. Bây giờ chưa có kiếm kim ghi, kiếm kiếm tóc độc sát nhờ. Bốn dòng chuối thế. Nhiều anh em bảo em ui giời, em on muộn đúng không? Thề với anh em còn on được là mừng đó. Em nói thật với anh em luôn, cưới vợ đến đít rồi bây giờ là còn ngồi chơi điện tử nữa. Còn ngồi được là mừng rồi anh em ạ. À, còn ngồi chơi game được là mừng rồi. Thề với anh em luôn, thức khuya rồi sớm sáng dậy về ngồi chơi game đến 2-3 giờ sáng. Sáng 6 giờ là thợ đến bắt đầu sửa sang nhà cửa rồi. Ngáo như cáo luôn. Nhanh chậm hơn một buổi thì làm cái gì đâu anh em. Cho người ta đập trước đi, làm gì đâu mà. Trời ơi, gì đâu mà căng. Đồ thì ai rồi cũng sẽ đập cho mà, đúng không? Quan trọng gì đâu. 6 dòng. Úi giời. Úi giời, áo được này. Kim này. Cái dương này là dương 6 dòng này anh em này. Áo kim 6 dòng. 4 dòng. Thủy 6 dòng giữ đi. Giữ đi.
Thầy làm quả nó chất lượng á, 4599 à? 459 mấy? 459 mấy? Ba anh em có cái nỏ còn kinh hơn. Ba anh em có cái nỏ đây này. 4891 này thì 4599 là cái gì? Rồi xong không có ấy luôn. Ồ á mộc này ép được nha. Bốn dòng. Ui là thủy này. Ái rào nhỉ. Không sao. Tạm thời tôi đi đã. Ok đấy.